thì á nhiều đứa nó giống như em vậy đó, nó hỏi cái bông là mình nên làm gì, mình nên làm gì trong cái mùa gấu này, mình nên làm gì cái bông, mà tới giờ đó làm á thì tụi nó không thực hành. Nhưng có mấy đứa học sinh đó bông anh nói á, hai quỷ thấy gần 6 tháng anh nói rằng á, ok anh nói gần 6 tháng anh nói rằng á là trong quỷ 3, quỷ 4, 2022 anh nói rằng á là mình á là tụi anh sẽ mua vô trong tháng 1 2023. Tháng 1 2023 nó hỏi nhiều lần đó, mấy trăm lần đó, anh nói gì á. Rồi xong tới giờ đó tháng 1 đó thì tụi anh bắt đầu mua vô, một tây tháng 1 đó là bên theo của tụi anh bắt đầu mua vô, tháng 1 bắt đầu mua vô, quỷ 1 đó bắt đầu mua vô. Thì tụi em nghĩ là bao nhiêu phần trăm á mà mấy đứa học sinh của anh đó, nó làm theo. Em nghĩ đây. Ừ, em không biết nhưng em nghĩ chắc không được 100% đâu. Chắc chắn 100% đó, mà nó không phải là 100%. Trung bình đó, mấy đứa mà nó âm thầm nó không hỏi gì hết trơn á thì đứa nào nó cũng mua vô hết trơn rồi. Còn mấy đứa mà nó hỏi nhiều chừng nào á, anh Tài chừng nào mình mua vô, anh Tài chừng nào mình mua vô, ê anh Tài mà tháng 9 rồi đó chừng nào mình mua vô, ê tháng 1 mình mới vô vô. Anh Tài tháng 10 đó nó hỏi anh đó là chừng nào mình mua vô, anh nói tháng 1 á mình mua vô. Tháng 11 tới nó hỏi anh đó là anh Tài chừng nào mình mua vô. Ông anh nói rằng là bình thường qua đó tháng 1 sẽ bắt đầu mua vô. Trong tháng 12 đó nó hỏi anh đó là anh Tài khi nào mình mua vô. Anh nói rằng đó là tháng 1 là nó sẽ mua vô. Rồi xong tới tháng 1 đó nó hỏi anh đó anh Tài khi nào anh Tài mua vô. Anh nói anh đã mua vô rồi. Tháng 1 rồi bắt đầu mua vô rồi. Ồ vậy sao? Nó hỏi ơi ủa giống như cái chuyện mà anh đang giấu hổng gài mấy tháng nay vậy đó. Thì em có làm cái đứa học sinh đó không? Em sẽ làm cái đứa học sinh đó không? Hay là em làm cái đứa học sinh đó mình tính trước rồi. Tháng trước đó bông là tới giờ đó mình sẽ mua bắt đầu mua vô. Em làm cái đứa học sinh nào? Em mong muốn là làm một cái đứa học sinh mà không có suy nghĩ nhiều, nghe anh Tài nói sao mình làm vậy. Bởi vì em biết là anh Tài có nhiều kinh nghiệm hơn em trong lĩnh vực đó. Thì thay vì suy nghĩ nhiều thì mình một khi mình đã chọn ý tưởng thì người ta nói rằng cứ làm vậy. Ừ, đúng rồi. Đầu tư học anh á, xây dựng hệ thống mà đầu tư á, giống như mình theo qua tình á, thì làm theo cái trang tên làm thôi. Tôi nghiên cứu làm gì? Trong tháng 2 á, em bỏ nơi á, là anh có mấy đứa trong tháng 2 á, năm nay đó, 2023 đó, nó hỏi anh đó, là chừng nào mình nên mua vô anh Tài. Sau tháng 3 đó, anh vẫn còn mấy đứa nó hỏi anh đó là anh Tài chừng nào mình mua vô. Sau trong tháng 4 đó anh cũng vẫn còn mấy đứa đó nó hỏi rằng đó là anh Tài chừng nào mình mua vô. Mà trời đất ơi, anh nói hết 6 tháng nay rồi, trong quỹ 3, trong quỹ 4 hết 6 tháng rồi. Xong rồi trong tháng 2 đó anh cứ nhắc hoài đó, anh thuyết hoài bông là tháng 1 anh bắt đầu mua vô, tháng 1 anh bắt đầu anh mua vô, tháng 1 anh bắt đầu anh mua vô. Xong tới đó tới tháng 5 đó anh vẫn còn có mấy đứa nó hỏi anh chừng nào mua vô.